Ngoài cái phần trang trí mình có cây thông còn có gì nữa chưa? Để phục vụ cho lễ Noel. Để lễ Giáng sinh. À, tức là chuẩn bị tâm hồn. Tức là phải sao? Vâng, giúp đỡ người khác. Vâng, tất nhiên là mọi khi thì vẫn giúp đỡ, nhưng mà có thể họ các những hoạt động đó hơn. Như cái dịp này thì là đẩy mạnh hơn. Họ ý thức hơn. Vâng. Nhiệt tình hơn, năng nổ hơn. Cái này là sơ đi tu từ nhỏ. Chúng em học xong cấp 3. Học xong cấp 3 mới vào. Vâng. Đây, thư viện của em bên kia. Cái 200 mét. À, cái thư viện bên này. Cái tòa nhà vàng vàng đấy ạ. Chỗ thắp nước. À, chỗ thắp, thắp nước vâng. Bên đấy là cái thư viện gì? Thư viện nữ của dòng Nguyễn Tinh Giá. Thư viện nữ của dòng Nguyễn Tinh Giá. Em ở trong thư viện có 400 sơ. 400 sơ ạ? Có đông thế nhỉ? Nhưng mà mình đi tu này có chức sắc gì chẳng hạn, như là theo phân cấp gì không chứ? Chẳng hạn như là mình sống lâu hoặc mình có trình độ gì đấy thì có được giao cho một chức sắc gì đấy, quản lý người khác hay như nào? Ở nhà em thì chỉ có một mẹ bề trên thôi. Một mẹ bề trên đấy. Còn dưới là các sơ theo. Vâng. Là chị em đấy nhá. Vâng. Em với nhau như một gia đình. Thế hàng ngày thì các sơ làm gì? Các sơ làm nhiều việc lắm. Coi trẻ. Trông trẻ? Trông trẻ, làm thuốc. Vâng. Làm may. Ô, thế thì mình học qua trường lớp hết hay là mình vào đi tu rồi mình mới được học? Một là học xong rồi đi. Thuốc đông ạ? À? Thuốc đông đi. Học xong đại học xong họ đi. Vâng. Đến ngày xong thì vào trong thì mới học. Vâng, vâng. Thế là mình ở đây là làm chủ yếu là thuốc đông y sao? Vâng. Vâng. Nhưng mà thuốc đấy thì mình lại đem bán ra thị trường hay là mình cứu giúp bà con dân chiên? Thế mà khi họ đến họ chữa. À, chữa bệnh thì mình cung cấp thuốc cho họ. Vâng. Đấy, mà các cháu giá cả nó sẽ mềm hơn. Vâng. Đến nhà dòng thì các xe không phải lo. Các xe chăm sóc cho chú Đáo Ân cần bệnh gì khỏi không? Máy móc người ta đến người ta làm sáng trưa mà chả có đâu nào. Vâng. Trong mình ở trong nhà dòng mình có trang bị các máy móc chiếu chụp gì không thưa, hay là chỉ mỗi về đông y bắt mạch thôi? Đông y thôi, chẳng hạn như các cái máy xoa chân hoặc tay của các thứ đây, hoặc người vâng. Gì đó. Vâng. Thì họ đến hoặc máy tập. Vâng. Tức là họ không lấy giá như ở các cái bệnh viện người ngoài, nhưng mà là do tùy tâm bệnh nhân. Người dân họ đến họ tập vâng. Cái đấy họ sáng chứ lại chả mất tiền. Vâng. Thật trừ khi mà các sơ đụng đến các sơ phải mua đồ các thứ. Vâng. Đến kim hoặc gì đó. Các sơ phải lấy tiền. Nhưng mà sơ đi tu này thì có được lấy chồng không? Các sơ thì sống độc thân không lấy chồng. À, tức là mình đi tu như này là sống độc thân luôn ạ? Đúng rồi. Vâng. Cũng thiệt thòi nhỉ? Chả thiệt gì cả. Có nhiều người mà lấy chồng lấy vợ xong mà bảo biết vậy đi tu cho sướng ấy. À đấy, vâng. Thì là đã chót lấy rồi, không vâng. Đi được nữa. Thì tưởng thì xong rồi mình lại cần thiết thì bỏ xong mình đi tu. Này thì các sư, cái tiền mình sống thì bằng tiền chữa chạy bệnh nhân à? Bán thuốc à? Chúng em nuôi trẻ dạ. Chúng em cũng nuôi trẻ dạy trẻ mà. À. Tức là mình kiểu dạng trông trẻ xong là cái đóng học phí thôi. Vâng. Chẳng hạn như ở ngoài họ lấy 1 triệu nhà em thì lấy 1/2. Vâng. 1/2 cũng là nhiều các. Nhưng mà nửa như thế thì liệu mình có đủ sống không? Hay là sống đạm bạc? Chẳng hạn như nhiều các học sinh nghèo không đóng. Vâng, tức là trường hợp nào mà nghèo thì miễn. Chứ họ không đóng mình mới chịu bây giờ biết sao. Nếu mà lấy rẻ như thế thì không chỉ là trẻ em của những người theo Công giáo, mà những cái đứa trẻ mà không gia đình họ không theo Công giáo có khi họ gửi đúng
Vâng chứ. Đây thì ít cơ quan nhà nước chứ trong miền Nam các sở toàn cơ quan nhà nước họ gửi hết. Vâng. Còn công an các thứ họ đưa vào các sở họ gửi hết. Vâng. Trong miền Nam.